Xin chào tất cả các bạn thân mến đã Yellow, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với Pokemon Secret Gold Semi Nuzlocke. Như các bạn cũng đã biết ở video trước thì chúng ta vừa mới nắm được được Claire là huấn luyện viên trưởng của phần thể thao hệ rồng và nhận được huy hiệu cuối cùng cho chuyến hành trình này. Đó là huy hiệu Rising, mình không biết tiếng Việt dịch là gì, huy hiệu nổi dậy hả? Nghe rất là kỳ cục nhưng mà sao cũng được. Dù sao thì trước khi làm bất kỳ điều gì, hãy cùng điểm qua những con Pokemon trong đội hình của mình. Sau video trước thì mình cũng đã đem tụi nó đi luyện level và bây giờ mặt bằng chung trong đội hình của mình là 58.5 khi mà mình có được 3 con Pokemon level 58 và 3 con level 59. Và ngoài việc đó ra thì chỉ còn hai sự thay đổi đáng chú ý, đó là việc Candace đã học được đòn Waterfall để thay thế cho đòn Equigen mà mình đã sử dụng bấy lâu nay. Thứ hai là Rhaegal đã tiến hóa từ Dragonair để thành Dragonair như các bạn cũng đã thấy ngay từ đầu video. Dù sao thì trong video ngày hôm nay mình đã quay về thị trấn Newport để nhận một trái Master Ball từ ông giáo sư Aeon, và sau đó thì mình cũng đã bay đến thành phố Ekrutai để ghé thăm cái kỷ viện. Nó chỉ là cái chỗ mà tụi mà áo kimono hay làm việc để được thử thách bằng việc chiến đấu với những con Pokemon của gọi cái đám này là kỹ nữ cơ quá đáng không? Nói chung là cái tụi này và phần lớn những con Pokemon đó, hoặc tất cả những con Pokemon đó đều là những cấp tiến hóa của Eevee. Và cái mục đích của việc thử thách này là để xem chúng ta có xứng đáng để được gặp mặt hai con Pokemon huyền thoại trong cái vùng Johto này là Lugia hoặc là Lugia và Ho-Oh hay không. Và mình không biết bởi vì lý do gì nhưng mà đội hình của mình khi mà có level 58 hoặc là 59 lại chậm hơn những con Pokemon level 50. Đây, nói chung là mình không thể chấp nhận được khi mà những con Espeon thế này lại có thể nhanh hơn con Swag của mình. Và nó mạnh tới mức có thể phòng tôn Swag. Được rồi, mình biết là Square thì có tính cách trừ sức phòng thủ của phép thuật cho nên cái đó cũng có thể coi là điều hiển nhiên, nhưng mà làm sao nó có thể chậm hơn con Espeon đó được? Và ở đây nữa, làm sao con Candace của mình có thể chậm hơn một con Leafeon cách nó đến 9 level? Nói chung là cái game này nó xạo lôn huyền quá sức đi, trời đất ơi! Nói chung là mình có hai cái chết không ra gì bởi vì cái sự nhảm nhí của cái game này. Và thật sự là cái đội hình này của mình rất mong là có thể theo mình tới cuối game, và mình biết rằng thật ra đến một lúc nào đó thì cũng sẽ có một con hoặc hai con chết thôi. Nhưng mà không thể nhảm nhí như thế này được, đáng lẽ là nếu mà tụi nó phải chết thì tụi nó có thể chết lúc mà mình đang đánh bại Lion chỉ còn một con cuối cùng nữa thôi, thì mình bị một cái critical hit và chết nhảm nhí, thì cái lúc đó mình cũng có thể bực. Nhưng mà lúc đó mình biết là mình xui khi mà cái critical hit nó xảy ra chứ không phải là như thế này. Những con Pokemon của mình làm sao có thể chậm hơn những con cấp tiến hóa của Eevee được. Mình có thể chấp nhận là nếu mà Swag có thể chậm hơn Jolteon hay sao đó, còn Espeon mà, Leafeon mà, làm sao có thể chung là mình rất là bực. Và còn cái lý do nữa đó là bởi vì Candace là con Pokemon duy nhất của mình có thể học được đòn Surf bây giờ, cho nên mình sẽ phải tìm một con Pokemon nước khác để thay thế cho nó. Hiện tại trong cái hộp của mình thì còn con Shang là con Gyarados đỏ mình bắt ở cái hồ nổi giận. Còn nếu không thì mình có thể lựa chọn sử dụng Roshi như là một phương án thay thế lâu dài, bởi vì nó có thể tiến hóa lên thành Blastoise. Và thật ra Blastoise thì khá chậm nhưng mà có sức phòng thủ cũng giống như là sức tấn công khá là cao cho nên cũng có thể bù trừ được. Nhưng mà Pokemon nước thì thật ra rất là nhiều và mình có thể lựa chọn sau. Cái vấn đề chính ở đây vẫn là Swag, khi mà mình không thể có được một sự thay thế nào xứng đáng cho vị trí là lửa cũng giống như là võ sĩ trong đội hình của mình. Và như các bạn cũng biết thì trong tứ đại hiên vương ở vùng Johto này thì sẽ có một người sử dụng Pokemon hệ bóng tối, cho nên mình sẽ cần một con hệ võ sĩ hoặc là hệ côn trùng để đối phó với cái đứa này, mình không biết là nam hay là nữ nữa. Nhưng mà dù sao thì bởi vì trong hộp của mình chỉ có một con Pokemon hệ côn trùng đáng chú ý, đó là Juggernaut, là con Heracross mà mình đã bắt ở công viên côn trùng. Nhưng mà con này lại có một nhược điểm, đó là tính cách của nó lại giảm sức tấn công vật lý cho nên mình không có chuộng lắm. Mình có thể chọn sử dụng Fang là con Raticate mà mình đã bắt ở tháp cháy, con đó thì có thể học cái đoạn U-turn. Nhưng mà thật ra Raticate thì về cuối game không có mạnh lắm cho nên thật sự là hai con đó đều không phải là ứng cử viên lý tưởng cho mình. Và nếu mà có chuyện gì xảy ra hoặc là sau đó thì mình chắc sẽ phải chọn cái phương án sử dụng con Atlas là con Mancho mình bắt ở cái Mountain Motor, bởi vì thật ra hệ bóng tối thì chỉ có hệ võ sĩ và hệ côn trùng thôi, cho nên bây giờ nếu không nhờ được hệ côn trùng thì chỉ còn lại cái hệ võ sĩ. Và chắc chắn là mình cũng sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ về những lựa chọn của mình trong tương lai. Và nếu có gì thì mình cũng sẽ cập nhật cho các bạn biết, hiển nhiên rồi. Nhưng mà dù sao thì trong khoảng thời gian đó mình sẽ giữ hai cái chỗ trống trong đội hình của mình.
Và trong cái quá trình leo lên đỉnh tháp chuông thì mình có đã bắt được một con Pokemon trong cái chỗ này, đó là Duskull, và mình đặt tên là 31 tháng 10 ở đây. Thì cái lý do cho cái việc này cũng khá là đơn giản. 31 tháng 10 là lễ hội Halloween liên quan tới mấy con ma, và bởi vì đây là một con Pokemon hệ ma cho nên đặt tên như vậy chắc cũng khá hợp lý. Dù sao thì mình cũng không có ý định giữ lại con này trong đội hình quá lâu, bởi vì cấp tiến hóa thứ ba của nó là Dusknoir, nhìn khá là xấu và tốc độ cũng rất là chậm, và nó còn là một con Pokemon ma thiên về vật lý cho nên mình cũng không mặn mà gì lắm. Chung là mình hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà mình vượt qua Victory Road cũng giống như là khu vực trước đó, thì mình sẽ có thể kiếm được một con Pokemon nào đó, hoặc là hai hoặc ba con Pokemon nào đó để có thể thay thế cho Kender và Square trong đội hình của mình. Bởi vì nếu được thì mình sẽ không lựa chọn sử dụng Roshi hoặc là Shang, bởi vì mình đã sử dụng hai con Pokemon đó rất là nhiều trong những cái lần chơi trước rồi. Còn Square thì mình cũng không biết sao, mình sẽ cầu trời cầu Phật để kiếm được một sự thay thế xứng đáng. Chứ ngoài ra thì thật sự là mình không có kế hoạch B cho Swag, thật sự là như vậy. Trước giờ mình không có tính đến cái chuyện Swag sẽ chết sớm như thế này. Và nếu mà nói thẳng ra thì trong đội hình của mình còn một con Pokemon mà mình chưa có, hoặc nói trắng là không có sự lựa chọn thay thế, đó là Rego. Bây giờ nếu mà nó phải chết thì thật sự là mình không thể kiếm được con Pokemon nào hệ rồng hoặc là hệ bay có thể học được đòn hệ rồng cả. Morrigan thì mình có thể sử dụng Petunia là con Grumpy mà mình bắt ở thành phố Blackthorn trước đó. Cyclops thì thật sự nếu mà mình không quá khó tính, mình có thể chọn sử dụng Kaboom là con Electrode ở tiệm bánh bao hồ nổi giận, hoặc là Raigeki là con Pikachu mà mình đã bắt ở thành phố Golden Rod, trước thành phố Golden Rod. Và còn Megatron thì thật sự là nó có thể bị thay thế bởi bất kỳ con Pokemon nào có sức tấn công vật lý cao, và nếu được thì tốc độ cao luôn. Mình giữ lại Megatron bởi vì nó quá là ngầu và nó cũng đã theo mình từ khá lâu rồi, từ những cái video đầu tiên, hình như là video thứ hai thứ ba là nó đã theo mình rồi, cho nên có cái sự gắn kết. Và sau một khoảng thời gian khó khăn thì chúng ta cũng đã mò lên được cái đỉnh tháp chuông, nơi mà chúng ta cũng đã có cơ hội để được gặp con Pokemon chim huyền thoại trong cái vùng Johto này, đó là Ho-Oh. Và chắc chắn là mình cũng sẽ cố gắng bắt được nó, huyền thoại mà tội gì không bắt. Nhưng mà theo luật thì mình cũng sẽ không sử dụng con này, bởi vì nó là con Pokemon huyền thoại rất là tiếc khi mà nó có hệ lửa, và còn cái đòn Sacred Fire thì cũng rất là mạnh, nhưng mà biết làm sao được. Dù sao thì mình cũng đã có một khoảng thời gian khá là dễ dàng với Ho-Oh khi mà con Morrigan của mình cùng với đòn Hypnosis bá đạo đã khống chế hoàn toàn được con Pokemon huyền thoại này. Trong những video gần đây thì Morrigan luôn luôn đóng vai người hùng, và mình hy vọng rằng nó có thể tiếp tục cống hiến cho mình trong khoảng thời gian tới, và nếu được thì đến cuối series luôn. Thật ra là mình không nghĩ bây giờ mình có thể kiếm được một con Pokemon hệ siêu linh nào mạnh hơn Morrigan. Nếu mà mình may mắn thì sẽ có cơ hội gặp được một con Kadabra hoặc là Alakazam, nhưng mà cái số của mình khá là tệ cho nên dù sao thì mình cũng đã chọn không đặt tên cho Ho-Oh, bởi vì thứ nhất nó là một con Pokemon huyền thoại và đặt tên cho nó thì cũng khá là kỳ. Thứ hai là sau video này mình cũng sẽ bỏ nó vào hộp, bởi vì mình cũng sẽ không sử dụng, cho nên cũng không cần quá câu nệ về việc này. Dù sao thì ở đây mình cũng sẽ dạy cái đòn HM02 là Fly cho nó, bởi vì nếu mà đi xuống theo cái đường bình thường thì sẽ rất là mất công. Và đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục những video tiếp theo mình đã đẩy vô luôn. Xin chào.